Phương Hiếu và Nguyệt Hằng xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. 6 giờ sáng thì nhiều gia đình đã thức dậy để chuẩn bị lo mọi việc, đưa những thành viên nhí của mình đến trường, bên cạnh đó là đến công sở nữa. Và rất cảm ơn quý vị vẫn còn nán lại để theo dõi chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, hôm nay thứ 6, ngày 17 tháng 7 năm 2015, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu. Hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Long bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc. Doanh nghiệp Việt đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp. Xuất khẩu da giày tăng trưởng ấn tượng. Công bố giá mua lúa định hướng vụ hè thu 2015. Sau đây là nội dung chi tiết. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, chiều ngày 16 tháng 7 tại Phủ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Sau 10 năm thành lập, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã phát triển ở 55 hiệp hội cấp tỉnh, thành phố với 52.000 hội viên. Hàng năm, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp khoảng 40% GDP, 30% nộp ngân sách nhà nước, 33% giá trị sản lượng công nghiệp, 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu và thu hút trên 50% lực lượng lao động của cả nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 90% tổng số doanh nghiệp của cả nước, có vai trò rất quan trọng, tạo việc làm, thu nhập, bảo đảm đời sống của người lao động, tạo ra của cải cho xã hội, hàng hóa xuất khẩu, đóng góp to lớn vào sự duy trì sự ổn định và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đảng, nhà nước và cả xã hội luôn quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển mạnh mẽ, có hiệu quả hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Long lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2015-2020 đã hoàn thành chương trình ngày làm việc đầu tiên với việc thông qua các nội dung văn kiện và bầu ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Long khóa mới. Hôm nay, đại hội sẽ bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc. Với chủ đề phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phấn đấu đến năm 2020 đạt đô thị loại 2, đại hội đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm kỳ tới. Trong đó, đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về phát triển kinh tế xã hội, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đưa thành phố Vĩnh Long trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh vào năm 2020. Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Long khóa 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Hôm nay, đại hội công bố kết quả bầu cử ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Long khóa 11, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 và biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp theo là thông tin về an ninh trật tự và đời sống. Ngay sau khi các cơ quan truyền thông phản ánh về việc khai thác cát trái phép ngay trước cửa ngõ di sản Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, mới đây Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép xảy ra tại địa phương này. Trước đó, hàng chục con tàu đang ngày đêm thi nhau hút cát trái phép trên sông Cửa Lục, nơi tiếp giáp với di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cửa Lục diễn ra nhộn nhịp khoảng một tháng nay, nhưng không có bóng dáng của lực lượng cảnh sát đường thủy hay cảnh sát môi trường, chính quyền địa phương đến kiểm tra. Vì việc này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Còn tại Bình Phước, lực lượng công an tỉnh đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Điểu Thị Chanh và Chướng Quán Dầu liên quan đến hai vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn. Theo đó, đối tượng Điểu Thị Chanh, 26 tuổi, ngụ thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước, bị tạm giữ do liên quan đến việc cái chết của hai con trai ruột là Điểu Mang, 5 tuổi và Điểu Bách, 3 tuổi, xảy ra vào ngày 15 tháng 7. Theo người nhà nạn nhân, Điểu Thị Chanh trước kia có dấu hiệu tâm thần, có thời điểm bỏ nhà ra đi từ 5 đến 6 ngày không về, khiến người thân lo lắng. Đối tượng Chướng Quán Dậu, 18 tuổi, ở thôn 8, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, bị tạm giữ để làm rõ hành vi giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày 10 tháng 7. Nạn nhân là chị Trần Thị Ngọc Anh, 39 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, bị sát hại trên đường với nhiều vết đâm chém khắp người. Theo cơ quan điều tra, do vay mượn tiền để chơi game với số tiền lên đến hơn 10 triệu đồng nên Dậu không có khả năng chi trả. Chính vì vậy, đối tượng nảy sinh ý định đi cướp lấy tiền trả nợ. Cả hai vụ việc đều đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin về việc cứu nạn ngư dân trên biển ở tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 15 tháng 7, tàu cá mang số hiệu QNG95779TS do thuyền trưởng kiêm chủ tàu Võ Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã đưa 11 ngư dân trên tàu QNG90559TS do ngư dân Trương Văn Đức làm chủ tàu cập cảng Sa Kỳ an toàn sau khi bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang khai thác trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Hiện con tàu bị đâm chìm vẫn chưa thể trục vớt được, ước tính thiệt hại lên tới hơn 3 tỷ đồng, bao gồm cả ngư lưới cụ và số lượng lớn thủy sản khai thác được. Sau khi cập cảng Sa Kỳ, các ngư dân đã đến trình báo sự việc với đồn biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ và cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai, lập biên bản trình cấp thẩm quyền xem xét giải quyết. Một thông tin trên lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra kết luận đối với việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông trong các cơ sở đào tạo giáo viên. Theo đó, chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo giáo viên phải có quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học. Đặc biệt, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng giáo viên phải cụ thể hóa các quy định đạo đức nhà giáo vào nội dung học tập và hoạt động trong chương trình đào tạo mới, tăng cường các hoạt động rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo cho giảng viên, sinh viên sư phạm, xây dựng nhà trường sư phạm thực sự là môi trường giáo dục điển hình, chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp. Đảm bảo đến năm học 2016-2017, tất cả các cơ sở đào tạo giáo viên có mạng lưới thường trực thực hành sư phạm đủ đáp ứng yêu cầu đào tạo, chú trọng xây dựng phát triển mạnh mẽ trung tâm bồi dưỡng, phát triển nghiệp vụ sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới giáo dục phổ thông. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là thông tin về lĩnh vực kinh tế. Tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm Quốc tế và Hội thảo chuyên ngành nông nghiệp lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam đã chính thức khai mạc. Các doanh nghiệp đến từ 9 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển đã tham dự triển lãm. Triển lãm Quốc tế về Nông nghiệp Việt Nam Agro Việt Nam 2015 có 100 gian hàng của các công ty đến từ 9 quốc gia tham gia. Đây là cầu nối giúp các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, các nhà cung cấp vật tư, thiết bị trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi, thu hút đầu tư vào thị trường Việt Nam. Sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây, nhất là các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng nông nghiệp đặc trưng, luôn thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp nước ngoài. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam hiện đang chiếm thị phần lớn trên thế giới như gạo, điều, thủy sản. Trong thời gian 2 ngày diễn ra triển lãm, nhiều hội thảo chuyên đề về sản xuất nông nghiệp, cơ chế chính sách hỗ trợ nông nghiệp phát triển, cung cấp vật tư phân bón cũng được tổ chức. Theo thông tin từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ tính riêng từ tháng 2 năm 2015 tới nay đã có hơn 10 dự án nông nghiệp lớn được khởi động tại các địa phương. Các doanh nghiệp nội địa đang tỏ ra vượt trội về cả quy mô cũng như số lượng các dự án đầu tư vào nông nghiệp. Tại Ninh Thuận, từ tháng 2 năm 2015 đến nay đã quy hoạch và triển khai giao đất cho 4 vùng nuôi trọng điểm, trong đó có hàng trăm cơ sở nuôi của các doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, tại An Giang, các doanh nghiệp cũng đang đầu tư mạnh. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, tại nhiều địa phương trên cả nước đã có hàng chục dự án đầu tư vào nông nghiệp khác đã và đang bắt đầu được triển khai thực hiện. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 5 năm 2015, tổng vốn FDI đăng ký đầu tư vào lĩnh vực nông lâm thủy sản đạt khoảng 3,7 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, với trên 500 dự án còn hiệu lực, bình quân nguồn vốn đầu tư mỗi dự án FDI chỉ khoảng 7 triệu đô la Mỹ. Các doanh nghiệp lớn trong nước đang tỏ ra vượt trội về cả quy mô cũng như số lượng các dự án với vốn đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Có thể nhận thấy là sự nhộn nhịp đầu tư của các tập đoàn lớn trong nước cho thấy lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn có sức hút khá mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp nội địa. Và đây cũng có thể xem là một trong những tín hiệu vui sau gần 2 năm chính phủ đã phê duyệt đề án tái cơ cấu toàn diện ngành nông nghiệp trên phạm vi cả nước. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, theo báo cáo tiêu thụ công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương, ước 6 tháng đầu năm 2015, toàn ngành da giày và túi xách xuất khẩu đạt trên 7,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 18%, trong đó giày dép ước đạt 5,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% và túi xách các loại đạt 1,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 27%. Báo cáo từ vụ công nghiệp nhẹ cũng cho biết Việt Nam tiếp tục nằm trong top 4 nước sản xuất giày dép lớn nhất thế giới về số lượng sau Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, nhưng là nước đứng thứ 3 trên thế giới về giá trị sau Trung Quốc và Italia. Sản phẩm giày dép của Việt Nam đã xuất khẩu tới trên 50 nước tại Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản. Giày dép của Việt Nam tiếp tục tăng thị phần và đứng vị trí thứ 2 sau Trung Quốc.
Sản phẩm túi sách có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh, hiện đã có mặt tại gần 40 nước trên thế giới. Quý vị khán giả thân mến, hiện cả nước thì có 7 tỉnh và thành phố được đánh giá là giàu tiềm năng phát triển kinh tế biển, đó chính là Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu và Kiên Giang. Tuy nhiên, tại chính những vị trí đắc địa này còn tồn tại những tình trạng quy hoạch sử dụng đất chưa sát thực tế, gây lãng phí đất đai và ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội. Thống kê từ 7 địa phương ven biển, hiện có gần 800 dự án ven biển với tổng diện tích treo quy hoạch là hơn gần 40.000 hecta. Tuy nhiên, hiện mới có hơn 450 dự án đã và đang triển khai, trong khi vẫn còn tới hơn 300 dự án chưa triển khai với diện tích đất gấp đôi diện tích đất dự án đã triển khai. Rà soát, kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của các dự án ven biển trong quy hoạch chung nhằm lập lại trật tự, khai thác, sử dụng không gian ven biển một cách hiệu quả, ứng phó thành công với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng là việc cần làm sớm nếu không muốn nói là cấp thiết hiện nay. Việc có quá nhiều dự án treo như hiện nay tại những bờ biển đẹp, minh chứng việc phát triển dự án có biểu hiện chạy theo phong trào, chưa chú trọng đến tính hiệu quả của nó. Và điều này cũng cho thấy quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất chưa được tính toán khoa học, chưa sát với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch, dịch vụ và nhu cầu phát triển thực tế tại khu vực ven biển của từng địa phương đã dẫn đến tình trạng lãng phí. Thưa quý vị, xin được chuyển sang một thông tin vui về lĩnh vực xuất khẩu tôm. Theo Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, trong khối EU, Anh được coi là thị trường tiềm năng cho xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2015 bởi xuất khẩu tôm sang thị trường này duy trì được sức tăng trưởng cao trong nhiều tháng, ngay cả trong thời điểm là xuất khẩu tôm sang các thị trường khác có xu hướng giảm sút. Vương quốc Anh là thị trường duy nhất trong khối EU có tốc độ tăng trưởng lên đến 51% trong 5 tháng đầu năm nay, trong khi các thị trường lớn khác trong khối như Đức, Hà Lan đều giảm nhập khẩu tôm từ Việt Nam lần lượt là 13% và 9%. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tháng 5 năm 2015, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Anh đạt 9,4 triệu đô la Mỹ, tăng 100% so với tháng 4 năm 2015. Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 36,2 triệu đô la Mỹ, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2014. Trong số các thị trường riêng lẻ nhập khẩu tôm của Việt Nam, mặc dù là thị trường nhỏ, chỉ chiếm 3,5% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam, xuất khẩu tôm sang Anh có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số tất cả các thị trường trong 5 tháng đầu năm nay. Tiếp theo là thông tin mà bà con ở đồng bằng sông Cửu Long quan tâm. Thưa quý vị, hiện nay thì tại hai huyện Cao Lãnh và Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp đang có hơn 30 hectare chanh được trồng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp theo đề tài do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ và Phòng Nông nghiệp huyện Cao Lãnh thực hiện. Bình quân thì mỗi hectare cho năng suất từ 8 đến 10 tấn trái, trừ chi phí đã lãi hơn 100 triệu đồng trên một hectare. Sản xuất chanh theo tiêu chuẩn Việt Gáp phải theo các quy định như ghi chép sổ sách canh tác, xử lý ra hoa, chăm sóc theo phương pháp an toàn và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà vườn cung cấp chanh sạch đạt tiêu chuẩn cho người tiêu dùng. Hiện nay, chanh được bán với giá từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng 1 kg, cao gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm vào đầu năm do đang thời điểm nắng nóng. Chanh khan hiếm chỉ đáp ứng từ 40 đến 50% nhu cầu người tiêu dùng mà thôi. Theo nhận định của nông dân, trồng chanh theo Việt Gáp vừa ổn định đầu ra vừa cho năng suất cao. Còn tại Vĩnh Long, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cũng đã đầu tư trên 280 triệu đồng hỗ trợ nông dân sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp cho sản phẩm xoài tứ quý ở xã Tân Phú, huyện Tam Bình, hỗ trợ kỹ thuật canh tác tiên tiến cho cây ca cao ở xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn và cây bắp nếp ở xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Việc sản xuất cây trồng theo Việt Gáp góp phần làm gia tăng năng suất, chất lượng phù hợp với yêu cầu thị trường hiện nay, đặc biệt là trên lĩnh vực cây ăn trái. Nhà vườn đã mạnh dạn tỉa cành tạo tán làm cho vườn thông thoáng, ít sâu bệnh và đậu trái nhiều hơn. Qua đó, hạn chế được sâu bệnh, giảm đáng kể chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, năng suất, chất lượng trái tăng so với sản xuất theo tập quán cũ. Rõ ràng là trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, việc áp dụng sản xuất nông sản theo các tiêu chuẩn chất lượng cao đã trở thành một trong những yêu cầu tất yếu. Chính vì thế mà bà con nông dân tại đồng bằng sông Cửu Long, ở các địa phương và ngành chức năng đã phải vào cuộc một cách mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng những vùng chuyên canh nông sản đạt chất lượng, hiệu quả và an toàn, đáp ứng được những yêu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Và đây cũng chính là mục tiêu hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính ban hành công văn số 9494 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam về việc công bố giá thành sản xuất lúa kế hoạch và mua lúa định hướng khu vực đồng bằng sông Cửu Long vụ hè thu năm 2015.
Theo đó, Bộ Tài chính cho biết giá thành sản xuất lúa vụ hè thu năm 2015 tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khoảng từ 3.133 đến 4.977 đồng 1 kg. Mức giá sản xuất lúa kế hoạch vụ hè thu năm 2015 bình quân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khoảng 4.099 đồng 1 kg. Về giá mua định hướng, Bộ Tài chính nêu rõ, căn cứ vào mức giá thành sản xuất lúa vụ hè thu năm 2015 do Bộ Tài chính công bố như trên, các cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp cá nhân mua lúa với giá định hướng, đảm bảo mức lãi tối thiểu cho người sản xuất lúa vụ hè thu năm 2015. Thưa quý khán giả và bà con, so với các vụ lúa khác trong năm, thì vụ thu đông có điều kiện sản xuất khó khăn hơn. Suốt thời gian từ khi cây lúa sinh trưởng, phát triển đến khi thu hoạch thì đều nằm gọn trong mùa mưa. Trong khi đó thì xu thế xuất khẩu lúa gạo trên thị trường thế giới hiện nay đang đặt tiêu chuẩn chất lượng lên hàng đầu. Chính vì vậy mà vấn đề chọn giống lúa như thế nào trong sản xuất vụ thu đông để đảm bảo cây lúa phát triển tốt và tiêu thụ thuận lợi ở thị trường trong nước và xuất khẩu là điều rất quan trọng. Theo kế hoạch, vụ lúa thu đông năm nay, tỉnh Vĩnh Long sẽ xuống giống 52.000 hectare. Đến nay, bà con nông dân đã xuống giống khoảng 27.000 hecta, đạt trên 52% so với kế hoạch. Diện tích còn lại sẽ tập trung xuống giống từ nay đến ngày 10 tháng 8. Để việc sản xuất lúa trong vụ này thuận lợi, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân cần chọn những giống lúa có khả năng chống chịu tốt với điều kiện mưa bão. Đó là 4 giống chủ lực OM5451, OM6976, OM4900, OM4218 và một số giống bổ sung như OM7347, OM6600, OM9605 để gieo xạ trong vụ này. Làm sao chọn được cái giống cứng cây và kết hợp với các cái giải pháp về kỹ thuật giúp cho cây lúa chúng ta có thể là chống chịu, hạn chế cái dịch bệnh và đồng thời nó ít bị đổ ngã để chúng ta áp dụng cái cơ giới hóa trong việc mà chúng ta thực hiện cái thu hoạch bằng máy cho nó dễ dàng thuận lợi. Ngoài ra thì cái giải pháp công nghệ sau thu hoạch có nghĩa là phơi sấy để mà chúng ta có thể đảm bảo cái chất lượng lúa hàng hóa. Ngoài việc chọn giống lúa chất lượng cao để sản xuất, ngành nông nghiệp còn khuyến cáo bà con nên đẩy mạnh việc sử dụng giống có độ thuần cấp xác nhận hoặc tương đương trở lên. Phấn đấu toàn tỉnh đạt 80% chỉ tiêu này để năng suất và chất lượng lúa thương phẩm sản xuất ra được đảm bảo và ngày càng nâng cao. Cái việc mà chúng ta ứng dụng cái giống có cái chất lượng từ cái phẩm cấp từ giống xác nhận trở lên thì nó mang lại hiệu quả thiết thực. Bởi vì nếu mà chúng ta để cho nông dân tự để giống thì có thể là nó sẽ bị lẫn tạp, đặc biệt là tình trạng mà lúa hai tầng hiện nay rất là phổ biến. Và chính cái này nó sẽ làm giảm đến cái năng suất cũng như cái chất lượng. Khi sử dụng giống cái chất lượng tốt từ xác nhận trở lên thì cái độ thuần, ngoài độ thuần, độ sạch thì độ nảy mầm của nó đảm bảo nông dân có thể xạ với mật độ thưa hơn để mà chúng ta có thể kết hợp cái thực hiện cái ba giảm ba tăng và 1,5 giảm để giảm được cái yếu tố về dịch bệnh, đồng thời giảm cái chi phí về phân bón, và từ đó thì năng suất cũng như chất lượng lúa hàng hóa của chúng ta được gia tăng. Theo dự đoán của ngành chuyên môn, mùa mưa năm nay sẽ có hơn 10 cơn bão đổ bộ vào Biển Đông. Điều này cho thấy việc sản xuất lúa vụ thu đông của tỉnh Vĩnh Long nói riêng và ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, bà con nông dân cần áp dụng theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, chọn giống tốt và có độ thuần cao, giúp cây lúa phát triển khỏe trong suốt thời gian sinh trưởng. Từ đó, năng suất và chất lượng lúa được đảm bảo, góp phần vào sự thắng lợi cho vụ thu đông. Mở đầu một điểm báo sáng nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin nổi bật được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, báo Tuổi Trẻ số ra hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Những học sinh vàng trở về, đề xuất xây hồ nước ngọt trên vịnh Rạch Giá, người bảo hàng giả, kẻ nói không, SJC điều chỉnh giá vàng 36 lần trong ngày, bay ngang qua Diêm Dương Tinh, bãi bỏ phí bất hợp lý. Những học sinh vàng trở về là tiêu đề bài viết được báo Tuổi Trẻ số phát hành sáng nay dành phần lớn diện tích của trang nhất để chia sẻ thông tin về sự kiện các em học sinh của Việt Nam dự thi Olympic toán quốc tế đã trở về với những thành tích, đặc biệt mang chiến thắng vinh quang về cho Tổ quốc. 18 giờ ngày 16 tháng 7, chuyến bay có đoàn thí sinh tham dự kỳ thi Olympic toán học quốc tế năm 2015 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic toán học quốc tế năm nay có 6 thí sinh và cả 6 em đều đoạt huy chương.
đoạt huy chương vàng là em Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Thái Bình và em Nguyễn Thế Hoàng, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bốn em còn lại có 3 em đoạt huy chương bạc, 1 em đoạt huy chương đồng. Với thành tích này, Việt Nam đứng thứ 5 trên 104 quốc gia có thí sinh tham dự kỳ thi. Xoay quanh sự kiện rạch giá thiếu nước ngọt, ở trang 5 của báo Tuổi Trẻ có bài viết với nhan đề đề xuất xây hồ nước ngọt trên vịnh rạch giá. Nội dung bài báo cho biết, sự kiện rạch giá Kiên Giang thiếu nước ngọt đã được các nhà khoa học dự báo nhiều năm trước. Từ năm 2011 đến năm 2014, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã nghiên cứu giải pháp xây đê trên rịnh rạch giá để tạo hồ nước ngọt cấp cho toàn vùng. Đề tài khoa học cấp nhà nước này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu cuối tháng 5 năm 2015 vừa qua. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sớm triển khai các bước tiếp theo để dự án sớm trở thành hiện thực. Và cũng trên báo Tuổi Trẻ sáng nay, ở một thời sự và suy nghĩ có bài viết bãi bỏ phí bất hợp lý, nội dung bài báo phân tích. Vừa qua đã có nhiều ý kiến phân tích việc thu phí xe máy vừa khó hiểu vừa khó thực hiện, vừa khó đảm bảo công bằng. Mục đích thu nhằm vào chiếc xe máy đã không hợp lý, phương thức thu mua đòi phương tiện người nộp, người không dẫn đến không đạt hiệu quả. Vì vậy, một số tỉnh thành như Đà Nẵng, Khánh Hòa đã lần lượt tạm dừng thu phí. Cho nên, việc lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương có kiến nghị dừng thu phí xe máy là đáng ghi nhận. Thông tin chi tiết có ở trang 4 của báo. Tiếp nối chuyên mục điểm báo sáng nay sẽ là những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên trang báo Thanh Niên. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong bảo đảm an ninh trật tự, phải thu hồi tài sản tẩu tán ra nước ngoài, cần lắng nghe dân, xem kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia trên Thanh Niên Online, vào vườn quốc gia cưa trộm ngà voi đang sống, đề xuất tăng lương tối thiểu từ 350.000 đồng đến 550.000 đồng, cấm xuất cảnh nếu nợ thuế trên 50 triệu, giá vàng lao dốc, bến du thuyền khổng lồ giết chết sông Hàn, bảo tàng nghìn tỷ điều hưu. Thưa quý vị, đề xuất tăng lương tối thiểu từ 350.000 đồng đến 550.000 đồng là thông tin được đăng trên trang 2 của báo Thanh Niên sáng nay cho biết. Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã trình Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016. So với năm 2015, mức lương đề xuất tăng từ 350.000 đồng lên 550.000 đồng. Dự kiến Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ chốt mức lương tối thiểu vùng vào cuối tháng này. Tiếp tục đề cập đến câu chuyện quy hoạch sông Hàn, trên trang báo Thanh Niên số phát hành sáng nay có bài viết với nhan đề bến du thuyền khổng lồ giết chết sông Hàn. Nội dung bài báo đặt vấn đề: lâu nay làm quy hoạch thường bị manh mún nhỏ lẻ, sông Hàn cũng vậy, vẫn chưa thoát được tính tự phát trong xây dựng, chưa kể nhiều công trình ăn ra mặt sông khiến cho dòng chảy bị nghẹn. Những người yêu quý Đà Nẵng và dòng sông Hàn cho rằng cần phải xem lại toàn bộ quy hoạch dọc hai bờ sông này. Thông tin chi tiết các bạn tìm đọc ở trang 13. Còn trên báo Pháp luật, Thành phố Hồ Chí Minh phát hành sáng nay có những thông tin nổi bật như sau: cấm thu thêm các khoản phí dịch vụ ATM, lo ngại về các trang điện tử copy pass, Đà Nẵng mạnh tay với nạn chặt chém, đừng gán quyền lực cho các em quá sớm. Đà Nẵng mạnh tay với nạn chặt chém là tiêu đề bài viết được đăng tải trên trang báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung bài báo cho biết, Thành phố Đà Nẵng đang trở thành điểm đến du lịch được nhiều du khách lựa chọn, trong đó có cả khách trong lẫn quốc tế. Tuy nhiên, thời gian qua, du lịch của thành phố đã bắt đầu xuất hiện nạn chặt chém, thậm chí có cả đầu gấu du lịch nữa. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc xử lý nghiêm. Thông tin chi tiết chúng ta tìm đọc ở trang 12. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên báo Vĩnh Long phát hành sáng nay. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Long lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Doanh nghiệp chủ động tái cơ cấu, tăng sức cạnh tranh. Hội thảo khoa học về lịch sử giáo dục tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1732-2010, tầm soát dị tật thai nhi rất cần, trưởng thành hơn khi được làm chiến sĩ, game bắn cá phá xứ Cù Lao Mây, chú trọng phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở. Báo Vĩnh Long số phát hành sáng nay đã đăng loạt bài phản ánh vấn đề doanh nghiệp cần chủ động tái cơ cấu để tăng sức cạnh tranh. Với tiêu đề bài 1, lo từ trong ra ngoài, nội dung bài báo phân tích. Trong bối cảnh tình hình hoạt động của doanh nghiệp đã có những dấu hiệu phục hồi, cùng với việc doanh nghiệp tiếp cận được các chủ trương khuyến khích, hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động, vượt qua khó khăn và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, những thách thức trong hoạt động của doanh nghiệp đang ở phía trước, vì thế sự chủ động tái cơ cấu để từng doanh nghiệp, từng ngành hàng nắm bắt thời cơ, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng là sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Thông tin chi tiết có ở trang 5 của báo.
Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi những thông tin trên các báo xuất hành sáng nay. Còn sau đây thì mời quý vị khán giả cùng cập nhật những thông tin dự báo thời tiết trong ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các tỉnh Nam Bộ giảm mây và có nắng nhiều, do vậy mưa cũng giảm nhiều về diện, còn về lượng duy trì mưa nhỏ và mưa rào nhẹ. Dù có mưa vừa mưa to chỉ còn xảy ra trên một số khu vực phía Bắc miền Đông như là tại Bình Phước. Các tỉnh phía Nam đang có khuynh hướng giảm mưa dần và có khả năng trong 2-3 ngày tới thì khu vực Nam Bộ có thể sẽ bước vào thời kỳ ít mưa. Thời tiết Nam Bộ ngày và đêm nay được dự báo như sau. Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ chiều có mưa rào nhẹ, trong đó thì Tây Ninh có mưa vừa và dông, Vũng Tàu có mưa nhỏ, nhiệt độ ngày tăng từ 1 cho đến 2 độ và cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ, ban đêm nhiệt độ ổn định với mức thấp nhất là từ 25 cho đến 26 độ. Tại Cần Thơ và Rạch Giá, ban ngày giảm mây và nắng, chiều có lúc nhiều mây và có mưa rào nhẹ, nhiệt độ ngày tại Cần Thơ cao hơn một chút, nhưng về đêm thì Rạch Giá lại nóng hơn, với mức nhiệt độ dao động trong ngày là từ 27 cho đến 32 độ. Cà Mau và Phú Quốc, mây và mưa giảm, ngày có nắng nhiều hơn, chiều cả hai đều có mưa rào nhẹ, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch nhau không nhiều, cao nhất ngày là từ 32 cho đến 33 độ, và thấp nhất gần sáng là từ 26 cho đến 27 độ. Phần cuối của bản tin hôm nay là phần dự báo cho Vĩnh Long và các khu vực lân cận, cũng đều có mưa rào nhẹ về chiều, nhưng tại thành phố Vĩnh Long thì có nhiều mây hơn và có lượng mưa khá hơn các vùng lân cận. Nhiệt độ ngày tăng nhẹ, nhưng nền nhiệt cả khu vực không khác nhau nhiều, cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ, còn ban đêm nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 26 độ. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin dự báo thời tiết. Thân ái chào tạm biệt.